thì em thích con gái để tóc đuôi gà. Ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Không chung thủy, chia tay rồi nhưng vẫn còn lăng nhăng. Em nuôi. Không nuôi, nuôi dễ ăn lắm. Mời bạn nam. À, chào bạn. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Dạ, xin giới thiệu với mọi người, em tên là Lê Khánh Toàn ạ. Em sinh năm 1986. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang ạ. Em làm nghề tự do và ngày trước thì em học công nghệ thông tin ra và là kỹ sư công nghệ thông tin. Thì bây giờ hiện tại đang làm chính là chủ yếu là SEO các tốt các từ khóa lên trên trang web của Google ạ. Khánh Toàn. Dạ vâng, Khánh Toàn ạ. Là bạn làm ở Khánh Hòa xong bạn vào đây bạn tham gia chương trình xong về Khánh Hòa luôn. Dạ vâng, có thể là chiều tối nay em sẽ quay lại. Còn nếu như đồng bạn bên kia bấm nút là mở vài bữa được không? Chắc là sẽ mời bạn ấy về nhà cùng luôn ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào em bạn. Em tên là Nguyễn Thị Lệ Thủy. Em đến từ thành phố Nha Trang. Hiện em đang là kế toán doanh thu cho công ty Begas. Em 23 tuổi nhưng mà cách đây 10 năm rồi. Rồi. Dễ thương dễ quá. Dễ thương quá. Ủa là ở ngoài Nha Trang luôn rồi cũng vô đây tham gia chương trình rồi về lại Nha Trang. Dạ đúng rồi, mới đến đây hồi sáng á. À bây giờ hai bạn hỏi thử coi mình có gần nhau không, đặng của mình có đi chung chuyến xe về chung không? Em đi xe nhà anh. Ồ, cho quá gian được không? Anh ơi, anh ở đường nào ạ? Mình ở bên gần bến du thuyền bên Hòn Sẹn đấy bạn ạ. Dạ em cũng ở phía bắc, em gần trường đại học Nha Trang anh. À thế cũng gần mà. Dạ. Bạn gái bên kia hình như lớn hơn bạn trai tuổi. Vậy là bạn sinh năm 85 hả? Đúng rồi, em sinh năm 85. 85, bên kia 86. Em thì là một người không mê tín, không quan trọng về cái vấn đề đó. Em quan trọng nhất là bạn ấy có một cái tư duy kinh doanh hoặc là hợp tuổi em. Sao rồi, người ta tư duy kinh doanh rồi. Dạ. Vậy khỏi hợp tuổi khỏe ha. Rồi, bây giờ giới thiệu cho nhau nghe một chút xíu về bản thân mình ha. Dạ, ưu điểm của em thì em là người biết chia sẻ cảm thông với người khác. Em được đồng nghiệp và đánh giá là vui tính, năng động. Dạ, nhược điểm thì em khá là nóng tính, khó tính. Nói chuyện với em là phải rõ ràng, sắp xếp. Không có quanh co, mà nếu quanh co thì quay lại từ đầu sắp xếp. Là sao? Sắp xếp từ ngữ rõ ràng, rành mạch, xếp hàng, xếp chữ. Nói mà lỡ có nồi lộn, nói dấp gì thì làm ơn nói lại từ đầu. Dạ. Không ấy là tôi nóng tính là mệt đúng không? Trời ơi, vừa khó vừa nóng tính nữa cô gái bên kia. Em nghe em lo không em? Có, hơi run anh ạ. Hơi run hả? Không sao, sao đó, anh lấy cái ưu điểm của em lắp lại anh. Em thì cũng là một người rất là rõ ràng về giờ giấc. Bây giờ em luôn luôn ưu tiên công việc là số 1. Lúc nào cũng công việc. Thế nên là đôi khi vì cái chuyện đó nên là em không có thời gian để chăm sóc bạn gái. Em thích chuẩn giờ và em cũng thích người khác chuẩn giờ với em. Rồi vậy hợp luôn rồi, khỏe. Tốt quá, quá hay luôn. Theo bạn thì một nửa yêu thương của bạn cần điều gì? Cao thì ngoại hình khoảng 1m53 trở lên thôi. Da trắng. Sao cười dữ vậy em? Mặc váy á. Em mặc rất váy thích con gái mặc váy để năng động. Bạn ấy nhanh nhẹn một chút hoặc là tiếp người. Người ta ở trong này gọi là mignon. Nhanh nhưng mà chuẩn. Rồi. Mặt mày tóc tai sao em? Mặt mày tóc tai thì em thích con gái để tóc đuôi gà chị ạ. Dễ lấy thun buộc lên. Xăm mình cũng được nhưng mà xăm ít ít một chút thôi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà tức là nhìn nó năng động ạ. Lấy thun buộc đuôi gà lên đi, dễ mà. Rồi bên đó đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? 80. Sao nói nghe chậm chạp quá vậy? Đuôi gà mà gà nó mắc mưa thì phải cắt bớt đuôi. Nó rối. Không sao chị ạ. Yêu cầu của mình về nhà trai đàng hoàng. Em không thích con trai da trắng. Em thích con trai khỏe mạnh, đen đen một tí. Trời, đây đen dữ luôn. Đen thù lùi luôn. Quan trọng là bạn ấy quan tâm em. Tụi em quan tâm nhau, hết là đủ rồi. Từ ngoại hình. Đừng có cao hơn em nhiều quá, đi đâu cũng xách cái ghế theo thì cũng mệt. Mình không cao đâu bạn ạ. Bên đây vừa thôi, không phải cao lắm, yên tâm. Còn gì nữa? Có tính quyết đoán. Tại vì em là người hay do dự cho nên em cần một người bạn trai hỗ trợ em trong tính quyết đoán. Bên đây người ta ưu tiên công việc số 1 thì chắc chắn ta sẽ quyết đoán. Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Ở dơ. Chà, có khi nào quên làm việc mãi mê mà quên tắm quên rửa không? Có nha, cái vụ này chắc có chắc đó. Chắc có à. Chào chị ạ. Lần cuối tắm là cách đây bao lâu? Cách đây 2 tiếng. À, được. Bao nhiêu lâu rồi không có một người, một mối tình thật sự, một người bạn gái thật sự? Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha.
4 năm rồi chị. Còn nếu mà lo công việc thì... không? Dạ vâng, em chủ yếu tập trung vào làm việc. Bây giờ công việc của mình đã ổn định chưa? Đến đây ngày hôm nay, tức là trong người em phải trang bị cho mình đủ mọi thứ rồi thì em mới dám lên ạ. Vậy mình có cái yêu cầu gì hay cái điều gì mình không đặc biệt mình không thích ở cái người phụ nữ mà mình sẽ lấy làm vợ không? Em chỉ cần vợ em hiểu em, dễ chịu, dễ tính một tí là được rồi. Không quan trọng, nhưng mà phải trắng gì ạ. Em thích trắng với thích màu váy. Tính như vậy. Váy thì em cứ việc mua váy cho người ta điều điều là người ta có váy người ta mặc thôi. Có gì đâu. Tóm lại là bạn trai bên đây rất là chuẩn. Tôi sẽ xem đàn gái thế nào nha. Chào cô gái. Ô tóc đuôi. Váy có váy trắng có trắng. Đuôi không có đuôi. Dạ cục đuôi. Dễ thương mà, tóc thế này nó đúng là phụ nữ hiện đại. Năng động đó, bên kia thích năng động. Đúng vậy. Theo em thì một người mà gọi là đầy đủ điều kiện lấy vợ thì cần có như thế nào? Anh ta phải sẵn sàng. Tại vì khi anh ta sẵn sàng, anh ta có thể vì vợ và làm tất cả. Phải có công việc đủ để lo cho gia đình. Đó, anh này đủ hết rồi. Và em cũng muốn phụ với ảnh, chứ em cũng không có thuộc cái tiếp người mà ở nhà xong rồi đợi chồng về có thể chu cấp hết mọi thứ. Em muốn phụ với ảnh. Không, nhìn em là biết một cô gái cá tính. Em có phải là người phụ nữ lãng mạn không? Dạ có. Ở thành phố biển Nha Trang cũng cần phải lãng mạn ha. Những buổi chiều mưa tắm biển, buổi sáng sớm bơi ngoài biển nhìn cá mập. Em ghét nhất cái tật xấu gì của đàn ông? Không chung thủy. Hoặc là khi đã chia tay rồi nhưng mà vẫn còn lăng nhăng. Em gái mưa, chị gái mưa rồi. Thì chia tay người ta có quyền là... Không, em không thích. Chia tay là chia tay luôn. Em nuôi. Không, không nuôi. Nuôi dễ ăn lắm. Thôi, được rồi. Rồi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân đi nè. Bây giờ em đi với ai nè? Em đến đây với bạn thân của em. Dạ em chào anh Quyền Tinh, Linh chào chị Cát Tường. Em là bạn thân của Thủy. Em thấy bạn này rất chín chắn, ok. Cuộc sống có thể ổn định. Nhưng mà về cái quan tâm á, thì vì bạn đó đam mê với công việc nhiều quá thì em sợ cái mà quan tâm với là bạn em thì nó sẽ không có được nhiều. Tại vì bạn em á, lãng mạn có, cá tính có, vui vẻ có, nhưng mà trong nội tâm thì rất là nội tâm. Mong anh dễ vỡ lắm, nói chung là hy vọng là bạn đừng có làm cho bạn em bị dễ vỡ thôi. Hai bạn cũng có duyên rồi thì mong là hai bạn có cái nợ để trả nhau. Rồi em đi với ai? Em đi với anh chị của em ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Thật là tình cờ nhỉ, đi suốt từ một quãng đường Nha Trang xong gặp nhau ở Nha Trang luôn đi. Hai người có một số điểm chung với nhau, nhưng mà đây là buổi hẹn hò đầu tiên. Chắc là phải một con đường dài nữa, các bạn sẽ nhận ra xem con đường mình đi tiếp tục khi nào và đi như nào thì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Xin hết. Anh nói đúng đó, quan trọng là hai bạn thôi. Bây giờ chúng ta gặp nhau nhé, để trò chuyện với nhau. Em có món quà tặng anh ạ. Lúc mua món quà này em không biết anh là người như thế nào, cũng không biết rồi mình sẽ như thế nào luôn. Nhưng mà khi mua món quà này em có nghĩ đến anh. Đây là một dây chuyền hình con voi. Con voi rất là may mắn. Em đã từng trải nghiệm con voi may mắn này rồi. Và em muốn cái điều may mắn đó cũng đến với anh. Còn một ý nghĩa nữa, nhưng mà sau chương trình này nếu như có duyên thì em sẽ nói tiếp. Bạn gái nói rất hay. Trước lúc đến đây bạn cũng không biết anh là ai, cũng không hình dung được người hôm nay mình gặp là ai. Có nghĩa là hôm nay các bạn như là duyên đến đấy. Trăm năm trước ta không hề gặp, trăm năm sau biết có gặp không, bây giờ mới gặp nơi đây, hẹn hò hò hẹn ta về với nhau. Em có một bài hát đấy, muốn thay đổi không khí được không ạ? Anh được chọn bài gì ạ? Cơn mưa tình yêu. Từng bước chân cuốn đi về mùa thu theo để nỗi buồn cứ mãi xa dần và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh giật mình nhớ tới anh. Hãy cho em anh nhé và hãy cho nhau giấc lại nụ hôn như bất ngờ ngọt ngào như vô tình. Yêu em ngàn lần hơn nữa. Một chút anh ngần ngơ, một phút em thân thơ. Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng nhau. Em quên hết lời gì vậy? Còn em thì không thuộc lắm. Tôi nổi với ốc lên luôn rồi nè. Đây là những giây phút mà tôi nghĩ rằng suốt cuộc đời các bạn sẽ nhớ mãi. Hai bạn về chỗ ngồi đi. Thủy đang làm cho công ty kế toán ở công ty nước ngoài hay là của Việt Nam? Dạ công ty nước ngoài. Công ty nước ngoài. Vâng. Chắc là biết tiếng Anh không? Dạ một chút. Ok rồi.
Nhà Nha Trang luôn. Dạ. À. Ở đường Đoàn Trần Nghiệp ha. Ở đường Đoàn Trần Nghiệp luôn. Dạ. Sao đi qua đấy nhiều không gặp lần nào? Nhà bạn trai đông anh em không? Nhà em có hai anh chị em. Nhà bạn gái chỉ có một mình bạn gái thôi đấy. Không phải khoe chứ, nếu như mà về làm rể nhà em á thì được cưng lắm. Em giống như bị ra rìa vậy. Ba má em quý rể. Làm rể được không? Em không quan trọng chuyện đấy chị ạ. Quan trọng là bố mẹ vợ em tôn trọng em, tôn trọng công việc của em. Nếu như gia đình nhà vợ mà có điều kiện thì chẳng có lý do thì mình không ok cả. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Công việc anh bận quá thì anh có thu xếp mà đi. Thực ra thì bận với từng người. Mình vẫn nói trêu với mấy đứa em làm cùng ấy là anh thì luôn luôn bận và rất bận, nhưng mà bận với từng người. Nếu như người đó thì quan trọng với đàn thì không muốn là bận nữa, mình phải dành thời gian. Nhưng mà một tuần thì nếu như ở gần như thế thì chắc là gặp nhau rất là nhiều. Tiền bạc thì cho vào tài khoản của vợ. Em cũng muốn có một người quản lý tài chính cho em, tại vì đôi khi em tiêu tiền nó cũng dữ lắm. Em anh có yên tâm, em quản lý tài chính tốt. Bây giờ thì thích đuôi gà hay là thích hỏng đuôi? Tức là em thích có một chút nữ tính thì có tóc ngang ngang vai hoặc là như thế nào. Mình cảm nhận về đối phương như thế nào? Em thấy Thủy chín chắn, là một cô gái cá tính nhưng mà trong đấy có một cái tiềm lực rất là mạnh. Đầu tiên thì thấy anh dễ mến. Em thấy anh cũng là một người biết quan tâm. Một lần nữa, chúng ta hãy kiểm tra lại con tim của mình, xem nó rung động thực sự chưa? Xem đối phương có phải là một nửa yêu thương mà mình sẽ tiếp tục để hẹn hò, để đi đến hôn nhân hay không? Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Qua đây. Còn một... Hãy nắm tay nhau. Ý nghĩa của nó nữa. Bạn gái vẫn còn một câu chuyện ý nghĩa để chia sẻ. Ý nghĩa thứ hai của cái món quà em tặng anh thì đó là cái dây chuyền đôi. Em muốn anh đeo nó cho em. Hay quá. Hai con người xa lạ, chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao, thậm chí họ đã từng gặp nhau ở Nha Trang rất nhiều lần, chưa bao giờ ánh mắt họ để ý nhau. Và ngày hôm nay vô tình họ gặp nhau và họ đeo cho nhau những cái món quà. Và tôi nghĩ rằng món quà đó nó sẽ trở thành hết sức là thiêng liêng trong cuộc đời của họ. Nắm tay nhau hai bạn. Giờ giây phút rất là thiêng liêng. Rất đẹp đôi đó hai bạn. Các bạn hãy dành một chút thời gian để đến cụm rạp Cinebox 212 Chiến Thắng. Ở đó phim hay lắm, toàn là ngôn tình không à. Ở đó một không gian rất lãng mạn để ta nói những lời yêu nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Mặt em buồn nhìn nó thảo lắm anh. Bạn trai thì rất là cần cù chịu khó. Nghe giọng đó là biết cần cù chịu khó này. Giặt giũ, nấu cơm, em nghĩ là hai người cùng làm, em nghĩ là rất là vui. Một mình làm cũng được, cũng vui vậy. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quyền Linh, Hiếu Tường và toàn thể các khán giả. Em tên là Trần Sơn Hải. Năm nay em 26 tuổi. Em đến từ thành phố Buôn Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Công việc hiện tại của em là lập trình viên ạ. Cuối tuần thì em có làm thêm bên mảng nhà hàng tiệc cưới nhóm trưởng ạ. Ở trên Đắk Lắk luôn hả em? Dạ không, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em tên là Trịnh Thị Hương, em đến từ Đắk Lắk ạ. Công việc hiện tại của em là cũng là lập trình viên. Em đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm tại công ty là FPT Software ạ. Có khi nào làm chung một cơ quan không ta? Anh làm ở đâu anh ơi? Anh làm ở công ty Sài Gòn Anh Điểm em. Đó là quận mấy anh? Anh làm ở bên quận 5. À, chắc có biết á. Nhưng mà tạm thời chưa nhớ ra. Thôi mình giới thiệu cho anh nghe luôn về những ưu điểm, khuyết điểm của mình luôn. Đầu tiên là gọn gàng. Thứ hai đó là biết nấu ăn. Thứ ba là tự tin. Khuyết điểm của em thì nhiều lúc con nít, hơi con nít một tí. Hơi trẻ con. Dạ, con nít ham chơi. Thì con nít phải ham chơi thôi. Dạ, còn bạn Nam sao ạ? Ưu điểm của mình thì mọi người đánh giá mình là vui vẻ, hòa đồng, rất là hài hước. Trong công việc thì mình rất là nhiệt tình. Mình biết nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Nói chung là mình nghĩ là mình là một người mẫu con trai hiện đại. Có thể gọi là nam công trai chánh vậy á. Còn nhược điểm á, mình nghĩ mình là một người sống nặng tình cảm. Mình hay bị tình cảm chi phối công việc. Khi nào mình buồn á, thì khuôn mặt mình nhìn vào biết mình buồn à.
Còn mình vui nhìn vô thì ai biết là mình đang vui. Thì rõ ràng luôn mà đúng không? Dạ, một khuôn mặt em mà buồn nhìn nó thảm lắm anh. Buồn nó thảm lắm thảm anh. Bạn có sở thích gì? Dạ, hình như tất cả môn thể thao như đá banh, cầu lông, bơi lội thì em đều chơi ok ạ. Banh đũa rồi có chơi không? Dạ, banh đũa vẫn nhảy dây chắc là em không chơi ạ. Rồi, mình kể cho nhau nghe về tình trường của mình đi, em gái. Trong công việc thì môi trường thì có rất là nhiều nam. Nhưng mà nam thì những người cảm thấy là thấy hợp với mình đó thì tìm hiểu hồi, thấy bạn ấy là hình như có người yêu rồi. Tìm những người lớn hơn thì họ có gia đình. Cuối cùng là em tìm hồi không thấy. Rồi em tìm đến đây luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi, còn bạn trai thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì chỉ có một mối tình thôi ạ. Quen nhau hơn 4 năm ạ. Wow. Mới chia tay cái tay thì em nghĩ là hơn 1 năm. Cái lý do chia tay thì em nghĩ là do lúc còn sinh viên thì hai đứa suy nghĩ khác. Còn khi mà đã vô làm rồi thì mỗi người có một suy nghĩ, quan điểm nó bắt đầu nó khác nhau ạ. Hai đứa quyết định dừng lại rồi hai đứa quyết định là làm bạn nhau ạ. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Hình tượng của em đó chính là Trịnh Thăng Bình. Oh, anh cũng thích Trịnh Thăng Bình. Thật là anh có thuộc bài nào của Trịnh Thăng Bình không anh? Đã lâu không gặp. Thôi hát đi, đừng nói nữa. Mày cho anh hát một đoạn ngắn đi. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa trăng, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Ấn tượng của em về giọng hát của bạn trai như thế nào? Rất là tình cảm ạ. Tình cảm và mình cảm thấy có một cái sự là thật lòng. Bạn trai thì rất là kiểu như là cần cù chịu khó. Nghe giọng thôi là biết cần cù chịu khó này. Hay vậy ta. Nghe giọng cần cù chịu khó là cũng khó. Bây giờ mình nói tiếp về cái tiêu chuẩn đi. Bây giờ cụ thể thì em muốn người bạn trai mình như thế nào? Muốn bạn nam cao hơn mình thì lý tưởng đó là cao tầm 1m7. Khuôn mặt thì dễ nhìn, không cần đẹp trai đâu, em cần đẹp trai. Biết quan tâm chăm sóc. Tuy là công việc có khô khan nhưng mà mình hãy xây dựng cái mối quan hệ của mình cho nó thật là ngọt ngào một tí. Đúng ăn chút ha, đừng khô quá. Mẫu người nữa là biết san sẻ việc nhà. Em nghĩ mình là một người hiện đại, mình là con trai mà thì có gì đâu mình phải không giúp đỡ các bạn nữ giặt giũ, nấu cơm. Em nghĩ là hai người cùng làm, em nghĩ là rất là vui ạ. Dạ. Một mình làm cũng được, cũng vui vậy. Rồi cái chuẩn của mình thì sao, mình thích người bạn gái như thế nào? Dạ, em thì em thích mẫu người bạn gái phải hiền ạ. Em thích mẫu con gái hiền nhưng thực sự là người trước em quen á thì lại là cá tính mạnh mẽ. Em thích cái cảm giác là đi đâu đó thì hai đứa cùng nhau đi, có chuyện gì đó thì mình cùng chia sẻ với nhau. Đối với em thì em không muốn giữ bất cứ một cái bí mật nào trong lòng á. Em muốn chia sẻ ra thì mình sẽ thoải mái hơn ạ. Em chào chị. Hồi nãy giờ em nghe thì em hình dung bạn nữ bên này là có cá tính không? À, em nghĩ bạn hiền ạ. Hiền. Dạ. Thì thích mà cũng ngược. Hiền. Dạ, mà em... phải cá tính. Thường mấy người cá tính là mấy người đó không có được hiền. Cá tính là gì? Cá tường nè. Cá tính mà bà hiền dữ lắm. Đúng không? Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Không thích nhất thì em nghĩ là cách cư xử của mọi người xung quanh không xăm mình. Không xăm mình. Ủa xăm có một chút à? Dạ chút cũng được chị, không sao ạ. Xăm ngay trán nè. Dạ thôi. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em xác định quan điểm của em là em sẽ về quê lập nghiệp ạ. Năm em 26 tuổi thì về em quê là về đâu? Buôn Ma Thuột ạ. Buôn Ma Thuột. Tầm khoảng 28 tuổi. Em nghĩ lúc đó là độ tuổi mình còn năng động, mình còn sức sống và mình còn nhiều khuyết ạ. Thì em nghĩ lúc đó mình tập nghiệp về quê thì tốt hơn. Hơn một cái là hai bạn là cũng cùng quê. Dạ, nhưng mà không biết là nhưng mà không biết ta có chịu về quê không? Cái khó em nữa là hiện tại là gia đình em là đang có mình mẹ và nhà. Cái khó nhất theo bạn nữ là phải làm dâu á. Phải làm dâu. Làm dâu. Rồi, để chị hỏi thử coi sao nha. Mình có làm dâu được không em? Dạ, được chị. Được phải không? Bạn có ý định sẽ về quê để mà sinh sống lập nghiệp không? Thật ra thì em rất là mong muốn có một cuộc sống nó bình yên ở ngoài quê. Rồi, vậy là yên rồi đó. Được rồi, nghe em trai. Dạ, nghe em thấy vui rồi. Bà có bài hát là ta yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Ở đâu không quan trọng, ở đâu có tình yêu, có công việc là có sự yên bình, có hạnh phúc. Dạ. Em có tật xấu gì không?
Dạ, tật xấu ạ. Mấy bạn trong đồng nghiệp nói là hơi bựa. Hơi bựa hả? Nãy giờ có thấy bựa gì đâu. Hiền quá, mày đâu có bựa gì đâu. Giả sử có một bạn nam mới vô cái, rồi em cũng bắt chuyện nói hồi xong và nói chuyện hồi em bảo là anh ơi em thấy nóng quá em cởi áo ra đây. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speak Couple nhé. Nhưng mà em đâu có ý gì đâu. Em bảo em cởi áo khoác thôi mà. Đấy, vậy thôi ạ. Không sao đâu, đó cũng được. Em ghét gì tật xấu của người đàn ông? Con trai thì em không thích hút thuốc, chơi game. Và thức khuya quá. Em trai có... Dạ, em thì không hút thuốc ạ, không uống rượu ạ. Có chơi game không? Dạ, game thì em không chơi ạ. Giang công nghệ thông tin nhưng em là không chơi game ạ. Có sống ảo không? Dạ, sống ảo nghĩa là lâu lâu đi chơi thì mình cũng chụp tấm cho người ta biết mình còn tồn tại ạ. Được rồi, bạn trai ở đây cũng rất là năng động, hợp lý đó ha. Cùng nhau về bạn quê gái được. Đây cũng dễ thương. Nói chung là anh thấy hai bạn hợp đấy. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ, em đi với bạn của em ạ. À, em đi với bạn rồi, cho chị gặp với bạn của dạ. em nha. Xin chào mọi người, em chào Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Em chào là Hiền, bạn của Hương ạ. Em thấy thì anh bên này thì tương đối hợp với Hương đấy ạ. Quen Hương lâu rồi á, Hương thì cũng tương đối nội tâm nên là nếu mà hai người mà bắt đầu hẹn hò thì tâm sự và chia sẻ với nhau thì sẽ hiểu nhau hơn ạ. Và em hy vọng hai bạn có thể hẹn hò với nhau. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với mấy anh chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em xin hỏi bạn Hương em bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 93 ạ. À, 93, tại vì nãy giờ chị không nghe tuổi nên là chị sợ, tại vì Hải nó chỉ thích người nhỏ tuổi hơn mình. Nên là nếu mà 93 là quá hợp rồi, thì hiện tại là em đang có một cái duyên ở đây rồi. Thì chị mong là hai em có thể tạo được cái phận với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức gặp nhau, trò chuyện trong ít phút để chúng ta tìm hiểu nhau và quyết định. Kéo màn lên. Rồi. Anh có muốn hoa tặng em? Dạ, cảm ơn. Dạ, em muốn tặng anh một chậu hoa hồng, chậu xương rồng ạ. Ok rồi, anh cảm ơn. Ý nghĩa của chậu xương rồng đó là anh hãy đến và mang em đi. Và hy vọng là cái chuyện chúng ta gặp nhau ở đây như thế này thì chúng ta đã có duyên với nhau. Thì em hy vọng là anh sẽ đến và mang em đi. À, ok. Em có cảm nhận như thế nào về khi thấy anh? Em rất là run. Không, anh cũng run mà. Anh cũng hồi hộp lắm. Anh tự tin mình là người nhiệt tình hoặc bát, vui vẻ. Nhưng gặp em anh cũng run thật. Dự định của anh ấy là 2 năm anh về lại Buôn Ma Thuột. Thì anh định làm gì đó? Thật sự thì nếu em hỏi anh là công việc ổn định hay chưa, anh đã nói là ừ, nếu vào đây anh đảm bảo mình sẽ ổn định rồi. Yeah. Còn nếu bảo về quê thì anh nghĩ là mình đã có dự định cho mình tương lai rồi. Nhưng bảo có ổn định hay chưa anh nghĩ là mình còn cố gắng nhiều. Vậy là anh đã lập ra kế hoạch và các bước để thực hiện. Anh đã chọn cái hướng đi cho mình về quê rồi. Em cũng đi lên về quê hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em cũng không thích cuộc sống nó xô bồ quá. Em đến đây là em để trải nghiệm. Hiện tại thì nhà anh có 5 anh chị em. Anh là út rồi. Dạ. Bố anh chị kia đã có gia đình hết rồi. Dạ. Hiện tại là mẹ ở một mình cũng 3-4 năm nay rồi. Anh nghe nói em chấp nhận làm dâu anh rất là vui rồi. Rất là vui. Còn một điều nữa, em hôm nãy quên giới thiệu thì em quê gốc em ở Lạng Sơn và em là người Tày ấy. Thì không biết là anh có cảm anh nghĩ là dân tộc thì anh không quan trọng lắm đâu. Dạ. À thế đấy thì em yên tâm rồi, tại vì đối với em thì em rất là tự tin về điều đó. Anh nghĩ là cũng đâu có sao đâu ta, sau này mình có nhiều ưu đãi mà. Vừa rồi hoa hậu Hoàng Vũ là người Đắk Lắk đem gần nhà anh em. À cách nhà anh có 20 cây thôi. Vài hôm đưa cô đi thi luôn đi. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ là hai bạn tính cái kế hoạch đám cưới là thí dụ như em đã sẵn kế hoạch là 2 năm là về quê. Và em có định trước là mình sẽ đám cưới trước khi về quê hay sau khi về quê không? Em nghĩ là về quê thì mình mới có thể lập gia đình được ạ. Hôm nay bạn trai hát rồi, bạn gái hát cho bạn trai nghe đi. Em sẽ hát bài Ánh Nắng của em ạ. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây em mong đến tình yêu ấy, giờ đây là anh người em sẽ mãi không quên. Hãy nắm tay nhau đấy. Rồi chúng ta có 30 giây, hãy nhìn nhau, nhắm mắt lại. Mỗi người nói một câu thôi. Anh nghĩ là tới đây thì gặp em thì anh nghĩ cũng rất là vui khi mình cùng quê. Dạ. Anh rất muốn gặp một người cùng quê. Dạ. Thì
anh nghĩ là hiện tại anh cũng có cảm tình với em. Dạ. Thì quyền lựa chọn lại thuộc về em thôi. Dạ. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau, nhìn thẳng vào nhau. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, chúng ta đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, rất nhiều người đang theo dõi cái quyết định của chúng ta. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau ta cùng về Buôn Ma Thuột. Dễ thương lắm, rất xứng đôi. Có lẽ hai bạn đều có một chút xao xuyến và rung động về nhau rồi. Nhìn hình ảnh hai bạn chúng tôi rất là thích, vui và rất hạnh phúc khi thể hiện lên hai gương mặt đó. Nhà trên này cũng mát chứ ha? Mát không? Dạ. Căn nhà ở tầng cao nhất khu chung cư cũ này là nơi trú ngụ của một gia đình 7 người. Người đàn ông này vốn là một sinh viên luật khoa, vừa nhập học thì trường giải thể. Ông đi thanh niên xung phong rồi về cưới vợ, sinh con. Cuộc sống những tưởng yên bình, thế nhưng ngày đón đứa con đầu lòng ra đời cũng là ngày nhận được tin con mắc bệnh tim bẩm sinh. Niềm hy vọng lần lượt được gửi gắm vào những đứa con tiếp theo. Thế nhưng số phận nghiệt ngã vẫn cứ đeo bám khi lần lượt cả 4 người con đều mắc bệnh tim. Người con gái út còn mắc thêm chứng bệnh đau, dập tắt mọi hy vọng của đôi vợ chồng. Tính ra gia đình mình có con chú là chú phải gánh vác hết toàn bộ cả gia đình đó chứ. Tại vì con biết sao thì người ta nói là có những người sinh ra đời là ngôi sao sáng, có người sinh ra đời là ngôi sao xấu. Thì chú chắc có lẽ là ngôi sao xấu đó con. Nhưng mà cũng may mắn cho cô với chú được điểm này đó con. Người ta nói là gìn giữ và phát huy truyền thống. Dạ. Thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn của gia đình Việt Nam. Chứ nếu mà khi mà mình đẻ những đứa con nó đã bất hạnh rồi mà người hai vợ chồng thì lại cảm thấy đó là gánh nặng trong cuộc sống, thì hai vợ chồng mà buông bỏ nhau thì những đứa con nó rất là khổ. Nó đã bất hạnh rồi, thêm cái bất hạnh giữa cha mẹ lại không có sự đoàn kết, không có sự yêu thương nhau. Đó, thì đã cô chú được cái điều may. Dạ. Thì đó là cái sức mạnh tinh thần rất là to lớn để động viên cô chú cố gắng chấp nhận cuộc sống hiện tại, để vượt qua nghịch cảnh hiện tại, để nhìn thấy cái tương lai nó tốt hơn. Cái này con hỏi thật là trong cuộc sống thì có khi nào chú cảm thấy là chú bị nạn không? Có chứ. Trong cuộc sống vợ chồng đâu phải lúc nào cũng êm đềm như dòng nước chảy xuôi. Dạ. Có những lúc sóng to sóng nhỏ. Thì chính những đứa con là sợi dây ràng buộc với người vợ với người chồng lại. Dạ. Nhưng mà tại sao mình nghĩ đó là sợi dây ràng buộc? Tại vì người chồng có trách nhiệm và người vợ cũng có trách nhiệm. Chứ còn thấy không, khi mà nó đã bất hạnh rồi, khi mình buông ra thì kể như nó sẽ bất hạnh hơn. Yeah. Thì nó là những đứa trẻ vô cùng, tức là đáng thương mà. Tức là mình sinh nó ra chứ đâu phải nó sinh mình ra đâu con. Do đó mình phải có trách nhiệm. Đó cũng may mắn là cô chú nghĩ cái trách nhiệm trên hết. Tại vì con thấy khi mà đứa con khỏe mạnh thì chưa chắc người vợ, người chồng đã hàn gắn những cái vết thương mình nghĩ là sẽ đổ. Nhưng mà chính những cái đứa bất hạnh đó thì sẽ là cái động lực để cố gắng mình hàn gắn lại, để cùng nhau chung sức với nhau để vượt qua nghịch cảnh khi mà mình có những đứa con. Con thấy mấy anh chị hạnh phúc lắm khi mà có được cha mẹ như cô chú á. Tức là biết nghĩ cái trách nhiệm đó con. Thì qua những cái hình ảnh, qua những cái chương trình, qua những cái đài đó con, thì có những cái đứa bị vậy rồi cha mẹ bỏ rơi nhau đó con. Thì đó là bất hạnh vô cùng. Tức là bất hạnh nối tiếp bất hạnh đó con. Tính ra chú ở nhà có cô hậu phương vững chắc quá trời luôn. Giờ đi đi làm cả ngày về xong rồi cô ở nhà cô nấu cơm cho ăn, về cô chờ. Cái quan trọng là hai vợ chồng phải cộng tác với nhau. Đó, chính vì cộng tác với nhau giờ phút này đã được 42 năm rồi con. Như ở đây cái nhà này là mình ở 20 mấy năm 22 năm. 22 năm là chú dọn về đây là tái định cư. Năm 2000 đó con. Giờ mình tái định cư nhà này. Tức là hồi trước á, thì khi mà nhà chú bị giải tỏa cái đường Nguyễn Hữu Cảnh nó làm đó con, thì người ta cho mình đổi đất bên Nguyên Hồng, đường Nguyên Hồng phường 11 Bình Thạnh đó con. Dạ. Đổi đất nhưng mà con biết mấy em đó con, thì hồi đó con biết là bệnh mà
Tức là mục đích của cô chú làm sao kiếm cái nơi nào gần nhất để có gì cháu anh đi cấp cứu bệnh viện Di Đồng Hà. Dạ. Đó anh, thực ra mình mới mua ngược lại cái chung cư. Cái nghề này nó của chú nó đang quá bấp bênh và nó bị thụ động. Thì có bao giờ chú suy nghĩ là chú sẽ tìm một cái kế mưu sinh nào khác không? Tuy nó bấp bênh nhưng mà nó là cái nghề tự do nhất thôi con. Tức là mình mới có thời gian để cháu hay là gia đình có chuyện gì mình còn chăm sóc nó dễ, con hiểu không? Dạ. Đó, bây giờ con bất cứ đi làm cho ai cũng vậy. Con nhớ cái thời cô còn trẻ là một dịch viên nổi tiếng vừa 19 đó con. Mà cuối cùng con bệnh con đau thôi, cuối cùng bỏ luôn đó chứ. Thì đâu có thể nào mình vì đồng tiền mà không lo cho con được không? Cô sanh con cô được một tháng. Cái người bạn học của cô ấy là cũng giống như là hiệu trưởng của cái nhà trẻ đó đó. Cái cô gặp cô năn nỉ, bạn cô từ chối, cô nói thôi trẻ bình thường thì nhận chứ còn trẻ tim bẩm sinh không có biết cách chăm sóc, lỡ có gì làm sao đó. Thành ra cái cô đành cô nói thôi cô phải ở nhà chăm sóc con. Ngày hôm nay rất là cảm ơn tất cả mọi người đã theo chân Vàng thử thách 24 giờ đổi nghề. Ngày hôm nay Vàng đổi được nghề lái xe ôm. Người một lái xe ôm truyền thống, không dùng app, không dùng bất cứ điện thoại di động smartphone nào mà vẫn bắt được một vài cú xe ôm. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là bác Hải ở địa chỉ là chung cư Phạm Viết Chánh, mà mỗi ngày chú điều đậu ở đây. Trước khi nói lời tạm biệt chương trình và nói lời cảm ơn với tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với 24 giờ đổi nghề cũng như là bác Hải, thì bây giờ con xin mời bác cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ đi đến một nơi đặc biệt cùng với Vàng, đúng không ạ? Dạ đây. À. Cái này thì thật ra như con nói lúc nãy á, thì theo con và ekip được nghiên cứu thì con biết là cô rất là có mong muốn có được một cái nghề nào đó để có thể phụ chú trang trải được cuộc sống. Thậm chí chú nhiều khi mình đứng ở đây mình trong lúc chờ khách xe ôm thì mình cũng có thể kinh doanh buôn bán nhỏ với những cái chai nước này. Đây là một cái kế sinh nhai phụ mà con hy vọng là có thể hỗ trợ được cho chú cũng như gia đình có được thêm một phần thu nhập. Còn ở đây là một cái phần nhỏ nữa con gọi là hỗ trợ nguồn vốn ngay từ ban đầu để cho cô chú có thể phát triển được từ cái thùng này, biết đâu từ cái thùng lên cái xe, từ cái xe lên quán, từ quán nó có thể nuôi sống được cả gia đình mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả các con đã đem lại cho chú cái niềm cảm hứng, tức là cái động viên rất là to lớn. Bây giờ chú thử kéo cái này, nó có bánh xe, chú kéo nhẹ đó. Rồi. Rồi cảm ơn cái món quà đặc biệt và đầy ý nghĩa này của chương trình nha. Thử thách 24 giờ đổi nghề ngày hôm nay, một trải nghiệm rất là tuyệt vời với nghề xe ôm truyền thống. Và hy vọng tất cả quý vị khán giả, nếu như chúng ta có thời gian và đủ điều kiện, hãy thử trở lại với xe ôm truyền thống và hãy thử đồng hành, đồng cảm cùng với những người lái xe ôm già và rất là có tâm với nghề như là chú Hải đây. Rồi, con chào. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé. Con chào chú. Chú chào con. Chú Hoàng Phú Hải, 65 tuổi, 11 năm kinh nghiệm trong nghề chạy xích lô, 22 năm kinh nghiệm trong nghề chạy xe ôm. Con tự giới thiệu con là diễn viên. Ngày hôm nay thì con muốn được thử thách để quán đổi trong 24 giờ. Con thử làm một người chạy xe ôm. Hy vọng là chú sẽ truyền nghề và ngày hôm nay con hy vọng là con sẽ đem lại may mắn cho chú để chú có nhiều cái cuốn xe trong ngày hôm nay. Chú cho phép con được học nghề không ạ? Được con. Thì cái học nghề nó đơn giản thôi con. Thì từ bây giờ mình phải còn có cái thủ tục nào rồi để là gọi là bái sư học nghề đúng chú? Dạ không con ạ. Thì trước tiên thì hơn 22 năm đó con. Dạ. Qua kinh nghiệm thì chú có thể truyền đạt cho con nè. Trước khi mà con chạy xe ôm đó. Dạ. Con phải nhớ một câu là vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Cái câu đó là câu gọi là câu châm ngôn luôn á. Châm ngôn đó con. Khách hàng là thượng đế. Đúng rồi, khách hàng là thượng đế. Bây giờ chắc là con đậu cái xe vô. Con đậu xe song song đi con. Kỹ thuật đầu tiên của một người xe ôm là phải biết đậu xe. Dạ đúng rồi. Tức là con để xe cái hướng ra ngoài đó con. Khi mà khách ra có thể khách lên xe và con chạy ngay, không phải quay đầu xe. Dạ. Dạ là phải mình quay đầu xe con lại. Quay đầu xe lại. Ai? Con quay đầu xe lại. Thấy là không có kinh nghiệm rồi nè.
Thì cái này mới bao giờ nó cũng ngỡ ngàng con. Nhưng mà riết rồi từ từ mình quen con à, thì đâu nó vào đó thôi. À là bây giờ mình đậu xe lại cho ngay. Ờ đúng rồi. Rồi dựng chân trống lên không chú? Dạ khỏi con. À. Cũng, tại vì khi mà con để chống ngang như vậy nó bất tiện lắm. Dạ. Nhiều khi con quên đó con. Quên mà con chạy xuống đường à, rất là dễ quẹt xe đó con, rất là dễ té. Dạ rồi. Nếu con chịu khó đậu chúng đứng xíu. À đậu chúng đứng này mà ngồi trên xe được nè. Đúng rồi. À. Con có thể ngồi trên xe được chứ chống ngang ngồi trên xe nhiều khi nó gãy chống. Quý vị thân mến, hiện tại thì bây giờ mình đã học được cái thủ tục đầu tiên của một người chạy xe ôm. Đó là dựng được cái xe vô đúng bãi. Và chú Hải mới vừa chỉ bàn là khi mà cái này nó có một bí quyết hả? Là mình đậu xe mình phải hướng xe ra đường. Tại vì có khách xong là mình đẩy cái xe mình chạy luôn. Rồi mới công phải xoay quay đầu xe rất là cực. Con đậu ở đây gì nè, con không có làm gì cho ta biết con xe ôm, người ta nhìn cho ta biết con xe ôm không chú? Tại vì con biết làm sao, người ta dễ nhìn người ta biết xe ôm lắm. Dạ. Tức là cái dấu hiệu để cho người ta nhận biết xe ôm đó là thường thường nếu con đi một mình là con đội có một nón. À mình có hai nón là xe ôm rồi. Dạ đó, thì ra là tự động ta hỏi thôi. Cô đi xe ôm không cô? Đi cuốn xe ôm đi. Đâu á, đi đâu á? Cô cầm một chi một cô đừng thấy bực. Thôi chị gái, chị gặp chị đẹp gái. Tức là cái tâm lý chung người kêu bằng cô, người ta cho người ta già, người kêu bằng cô, có nẻo không? Xe ôm nó nhiều cái nó khổ lắm. Cũng giống người làm dâu trăm họ. Dâu trăm họ. Chứ không phải là con chạy xe tốc nào, độ nào cũng giống tốt độ nào. Dạ. Chẳng hạn chú nói về vấn đề em nhỏ thôi. Những em mà đi học chẳng hạn cấp 3 chẳng hạn. Em dạy trẻ mà em tới trẻ chút xíu á, thì đương nhiên em sẽ bị giám thị ghi vô sổ đầu bài. Sổ đầu bài có nghĩa là bữa nay đi trẻ. Có những em mà học trường gia đình này con, mà hỏi con từ đây làm sao mà chạy qua trường gia đình mà con chạy trong vòng 7 phút nữa. Vậy mà có lúc chú chạy qua bên trường gia đình đúng 8 phút. Nói gì trễ 1 phút đồng hồ thôi. Thầy cũng thông cảm. Dạ. Mình nói thôi thầy thông cảm tại kẹt xe. Cái nghề này cũng nắm bắt tâm lý cái thằng dữ lắm chú hả? Khi mà con chở nam á thì con chạy nó khác, mà chở nữ con chạy nó khác. Con chạy nữ á, trước tiên là con tránh thắng đột ngột. Khi thắng đột ngột không thắng dồn, không thắng dồn, tại người ta ấp vô trong lưng mình. Cái đó là cái điều cũng ảnh hưởng đến cái hàng rất là nhiều. Lần sau vô tình ta nói bắt xe ôm này dê, đó cũng là cái bí quyết đó con. Dạ, mỗi một đối tượng khách hàng thì mình sẽ có một cách chạy khác nhau. Tức là một cách chạy khác nhau. À, ví dụ như là cô gái nữ, cô nữ trẻ thì mình không thắng đột ngột. Đúng rồi. Nữ lớn tuổi cũng vậy. Đúng rồi. Nhưng mà nữ lớn tuổi phải chạy chậm hơn tí. Đúng rồi, phải chạy chậm. Ở đây bây giờ mình đón khách là lát nữa khách sẽ đi ngang rồi mình ngoắt khách rồi không, đây là... Thường thường khách con biết làm sao, khách đi ngang thì đa số người ta hỏi mình không. À khách là mình chỉ chờ thụ động chờ khách tới thôi đúng không chú? Thụ động anh, thụ động chờ khách tới. Đưa khách đi qua cái mình ngoắt. Hồi xưa là con kiểu là dắt xe ôm em, con chạy tới cái xe này hợp xấu quá, cái không thích xe màu đỏ, thích xe màu đen. Chú ơi, chú chạy đây ra bến xe miền Đông nhiêu tiền? À, cái đó không được con. Ủa sao không được? Thì đã xếp tài rồi. Dạ. Thì đương nhiên là cái tài số 1 phải đi trước với cái tài số 2. À tức là giống như mình đúng phải rồi, xếp hàng rồi. À cái ông đầu tiên ông chạy rồi. Ông chạy có khách rồi thì cái ông số 2 mới được đi. Đúng rồi, đúng rồi. Tức là xe ôm truyền thống của thời Huy Hoàng á, tức là kêu là khách cần xe. Đúng rồi. Con thấy chưa? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nó bạo hòa rồi, bây giờ ngược lại á, tức là xe cần khách. Chính vì ỷ lại quá, cái thời hoàng kim một mình cho giống như mình độc quyền. Dạ. Do đó mình hét giá rất là cao. Thứ nhất là về giá cả. Khi mà cái giá cả giờ là người ta nói người ta đang ấn tượng xấu về xe ôm truyền thống rồi. Nói chuyện với chú xong con mới ấn tượng lại là có những lần con ghé những cái bến xe thì mấy chú xe ôm nói là con đi về đâu? Chú dạ. Lấy bằng giá xe công nghệ. Đó con thấy không, bây giờ khác rồi, cái thái độ khác rồi. Ha. Đó đúng. Bây giờ thì tự nhiên ngồi nói chuyện với chú thì con đúng mới rồi. Mới mới chợt nghĩ lại đúng không? Nhưng mà cái thời bây giờ thì cũng không có nhiều người chạy xe ôm nữa thì cái thu nhập của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Toàn bắt tài bạc đầu để chạy. Dạ, đúng đó. Có nghĩa là đó, không có chuyển nghề được. Dạ. Ngoài ra không còn cách nào khác. Có nghĩa là ta kiếm được đồng nào hay đồng đó. Mình lớn tuổi. Đúng rồi, đúng rồi. Không có đăng ký được. Đúng rồi, đúng rồi. Không đủ sức khỏe để mình chạy. Đúng. Rồi một phần nữa là cũng mấy chục năm gắn bó với nghề này rồi, đúng rồi. Chuyển nghề khác cũng biết làm gì. Nó khó lắm, không biết làm gì, nói chung biết làm gì hết con. Như vậy thì một ngày công việc của chú bắt đầu từ mấy giờ? Tức là một ngày công việc của chú bắt đầu từ 8 giờ. Tại vì con biết làm sao, chú phải lo cho con bé bình đau. Nó như con nít đó mà con. Xin lỗi là nhà chú có mấy người tổng cộng? 4 người con đều bị bệnh tim hết. Rồi riêng đứa con út chú thì ngoài tim bẩm sinh nó còn bị hội chứng đau. Thế vì là tất cả cái thu nhập của gia đình mình là chỉ dựa vô cái xe này. Chú mới nói con hồi xưa là
trông cậy vào cả nơi chú hết. Ồ, là cả trông cậy hết luôn hai cái bánh xe với cái yên đúng xe rồi này. Tức là hồi trước đó con. Nhưng mà thời điểm này thì mình không có được như cái thời điểm trước nữa thì bé bị đau thì nó được nhà nước hỗ trợ tháng hơn 1 triệu. Dạ. 22 năm gắn bó với chiếc xe máy, rong ruổi khắp các nẻo đường gần xa, trải qua những ngày tháng hoàng kim nhất của nghề xe ôm, thời gian trôi đi, người đàn ông này dường như đã bị bỏ lại phía sau guồn quay hối hả của cuộc sống hiện đại. Vẫn chiếc xe cũ, vẫn nghề nghiệp cũ, tuy nhiên thu nhập đã không còn đủ để trang trải cuộc sống. À, mục tiêu của con là sau khi mà học được nghề của chú rồi á là con trải nghiệm thử một cuốc xe ôm coi nó như thế để nào con cứ thử coi. Thì con sẽ biết cái khó khăn của cái người chạy nghề xe ôm truyền thống như thế nào á. Dạ. Từ cái giá cả cho tới cái cách người ta cũng giống như người ta không cần mình nữa con. Cái nghề thuộc mình làm tài xế đó. Dạ. Tức là mình sẽ không tiếp chuyện người ngồi đằng sau, cái nguyên tắc mà con. Nó cũng có nghệ thuật chú hả? Con phải tập trung con. Dạ. Nhưng mà nếu con mà cứ để mà cái không gian lãng như vậy đó thì người ta sẽ không có cảm tình. Nhưng mà cái thời gian mà người ta đi từ đây chẳng hạn nó biến xe miền Tây, nếu mà không có bên nào nói chuyện với bên nào á thì con cảm thấy cái đoạn đường nó dài lắm. Dài. Khi mà con đã nói chuyện với người ta đi vào câu chuyện rồi đó thì tức là con cảm thấy đoạn đường rất là ngắn. Tức là mọi lần mình đi sao dài thế mà xưa nay mình đi ngắn thế. À là phải có. Là đúng rồi con, cũng làm anh lắm đó, thì cũng không? Giống như là chú đi nói chuyện với con á đó, chú phải theo thử cái này nè chứ con. Dạ. Chứ đâu vậy khơi khơi đó thì con biết là nghệ thuật là chú đều nắm hết. Nhưng mà lý do tại sao chú dưới lời khách là nhiều cái lý do vừa rồi chú nói với con. Khách quan, nó có những lý do khách quan buộc mình phải buộc mình phải như vậy thôi. Dạ. À, có chị. Chúng ta đến 160 Nguyễn Văn Thủ nhất ấy. 160 Nguyễn Văn Thủ quận nhất. Quận nhất nè. À. Thì bây giờ con đi về nè. Con bây giờ đi ra nghe. Tức là con đi nghe. Ra thì nghe con quẹo trái ra Nguyễn Bình Kim. Rồi có con ra bờ kè đó con, ra bờ kè xuống có đường Nguyễn Văn Thủ. Ủa vậy giờ lấy nhiêu tiền chút? 30, 40 cũng được. À vậy hả? Ừ. Ủa anh là xe ôm 10 á? Dạ em mới vô nghề. Mới được sư phụ truyền nghề. Đưa các bạn qua đây. Chị có dám tin tưởng cho em chở thì chị thử không? Chị con đi nha chú. Rồi con đi.